Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi tiêu điểm thị trường cuối tuần của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, làm ra nông sản không chạy theo số lượng mà tập trung vào chất lượng, đó là hướng đi mà các sản phẩm OCOP ở các địa phương đang tập trung xây dựng. Ưu điểm dễ thấy là hầu hết các sản phẩm OCOP dễ có cơ hội chiếm lĩnh thị trường, tránh được khủng hoảng bế tắc đầu ra thường thấy ở thị trường nông sản. Trước đây, sản phẩm nông sản đặc sản xây dựng thương hiệu mang tính chất thủ công gia truyền, thì nay việc tham gia vào chương trình OCOP đã giúp cho nhiều cơ sở, doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư công nghệ sơ chế chế biến để nâng cao chất lượng, mẫu mã các nông sản đặc sản để từ đó đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, ghi nhận tại tỉnh Gia Lai. Nguyên liệu từ vùng trồng điều nổi tiếng thơm ngon của tỉnh Gia Lai, thông qua công nghệ chế biến mà doanh nghiệp đầu tư đã làm ra sản phẩm hạt điều Hải Bình, được xếp hạng chất lượng OCOP 4 sao của tỉnh Gia Lai. Việc đầu tư cho chất lượng, sự tinh tế, đảm bảo về truy xuất nguồn gốc là cách giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. Hạt điều Hải Bình Gia Lai là sản phẩm mà đạt cái chứng chỉ OCOP với số điểm cao nhất cho đến thời điểm này của tỉnh Gia Lai. Nó khẳng định một điều là việc mà đầu tư cho vấn đề chế biến sau của công ty chúng tôi cũng rất là nghiêm túc. Sản phẩm Hải Bình đó là không chỉ thị trường trong tỉnh Gia Lai mà chúng tôi đã phân phối ở khắp các hệ thống siêu thị lớn trên toàn quốc như là Big C, như là Mega, như là Vinmart. Sự kết hợp giữa phương thức gia truyền và công nghệ hiện đại đã giúp cho sản phẩm bò khô của cơ sở này được nâng tầm chất lượng hơn với chứng nhận OCOP 3 sao của tỉnh Gia Lai. Đáng nói, sản xuất theo quy trình công nghệ hiện đại không chỉ giúp cơ sở này tăng năng suất sản lượng mà còn giảm được chi phí sản xuất để trụ vững trong bối cảnh chịu tác động của dịch bệnh. Chất lượng, thương hiệu được mọi người biết đến nhiều hơn thông qua cái chương trình OCOP, rồi thông qua chương trình nông thôn tiêu biểu của tỉnh Gia Lai. Chúng tôi được tham gia để nâng cấp cái sản phẩm của mình cũng như về mẫu mã thương hiệu theo cái công nghệ của HACCP. Sau đó là được sấy qua cái công nghệ sấy hồng ngoại thì giữ được cái sản phẩm nó đạt được chất lượng là về màu, về mùi, về vị. Thời gian qua, chương trình OCOP triển khai đã thu hút rất nhiều nông dân, cơ sở doanh nghiệp tham gia đầu tư công nghệ để nâng tầm các nông sản đặc hữu của địa phương. Đến cuối năm 2021, toàn tỉnh Gia Lai đã có 149 sản phẩm OCOP đạt chứng nhận 3 sao, 4 sao, cùng nhiều sản phẩm có tiềm năng 5 sao. Có thể nói là chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP được triển khai trong những năm gần đây đã khơi dậy được tiềm năng thế mạnh của các địa phương cùng với lợi thế về điều kiện sản xuất, vùng nguyên liệu và văn hóa truyền thống. Bên cạnh đó, các sản phẩm OCOP đã thật sự phát huy hiệu quả khi đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế nông thôn. Với 240 gốc bưởi da xanh được trồng trên diện tích gần 1 hecta, mỗi năm gia đình ông Đỗ Văn Minh thu về hơn 150 triệu đồng. Mới đây, bưởi An Lão được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao, khiến ông cùng các hộ gia đình khác rất vui mừng. Bởi từ đây, những sản phẩm bán ra sẽ có thương hiệu và chỉ dẫn địa lý. Cái bưởi của mình là nó đã thương hiệu rồi, mình nên người dân là cũng không phải nói riêng gì chú, chứ mà tất cả những người dân huyện An Lão đã trồng trên cái trái bưởi là coi như thông đã thấy phấn khởi rồi. Còn đối với anh Lê Minh Thọ thì việc sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ gỗ của cơ sở anh làm ra được công nhận OCOP 3 sao sẽ là động lực lớn để anh mở rộng thị trường, đặc biệt là việc kinh doanh trên sàn thương mại điện tử. Mình muốn đưa lên trên sàn điện tử để mà bán cho nó chỉ cái sản phẩm. Còn ở đây thì nông thôn mà, nói chung là trong huyện An Lão là địa bàn nó cũng hiếm. Với đặc trưng là một huyện miền núi nên An Lão đã xác định hướng phát triển kinh tế dựa trên những sản phẩm đặc trưng của địa phương, đặc biệt là chương trình mỗi xã một sản phẩm là hướng đi bền vững. Tính đến nay, toàn huyện đã có 5 sản phẩm được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận là sản phẩm đặc trưng của địa phương. Phòng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện là quan tâm về hỗ trợ về kinh phí để mà làm cái chứng nhận nhãn hiệu và sở hữu trí tuệ cho đối với các cái sản phẩm đặc trưng của huyện. Sản phẩm này nó đã đem lại cái giá trị và tăng thu nhập cho người dân rất là rõ ràng. Và trong định hướng tương lai tới thì chúng tôi đang xây dựng cái kế hoạch để đưa các sản phẩm này lên cái sàn thương mại giao dịch điện tử để tạo cái cơ hội nâng cao được cái giá trị gia tăng. Trong năm 2022, tỉnh Bình Định sẽ nâng cao hiệu quả chương trình OCOP, phấn đấu có trên 30 sản phẩm mới được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh và khoảng 20 sản phẩm được nâng hạng. Chương trình OCOP ở Bình Định đang nỗ lực đi vào chiều sâu, chất lượng, đồng thời hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối sản phẩm,
phát triển thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm được chứng nhận OCOP, giúp kinh tế nông thôn phát triển một cách bền vững.